đã rất lâu rồi thì ngày hôm nay bên mình mới về lại tiếp cho anh em một chiếc Nokia E series E66 hàng zin nguyên bản, nguyên hộp, nguyên zin từ ngày xưa và chưa qua sử dụng. Xin chào anh em đến với kênh của mình. Và trên tay mình ở đây là một chiếc Nokia E66 zin nguyên bản từ ngày xưa. Và trong video này, mình sẽ mở hộp và trên tay tiếp cho anh em chiếc Nokia E66. Anh em xem được một chiếc Nokia nguyên zin từ ngày xưa nó sẽ chất như thế nào cái chiếc này bên mình về thì bản này của mình nó là bản thị trường nội địa chung và máy thì đẹp keng đét không tì vết anh em nhé bản màu đen này thì nó cực hiếm hàng nguyên hộp đấy ngày xưa thì mình cũng đã có video mở hộp một vài lần rồi nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi bây giờ bên mình lại về được một chiếc nữa thì trong video này mình sẽ mở hộp nhanh cho anh em xem thì cái chiếc này mình sẽ để sang một bên và mình sẽ nói về máy sau thì bây giờ mình sẽ đi đến hộp và các cái phụ kiện trước thì mình cũng nói qua một chút nữa thì cái chiếc E66 này thì là một trong những dòng Nokia E series hiếm hoi mà Nokia trang bị vỏ thép cũng như là cái thiết kế rất là thanh thoát, rất là mỏng luôn. Và cái chiếc này thì được khá là nhiều người ưa chuộng và rất là nhiều người người ta săn đón đấy anh em ạ. Rồi thì um, máy mình sẽ để sang một bên và mình sẽ nói về máy sau. Bây giờ mình sẽ đi đến hộp trước. Anh em nhìn cái chiếc máy ấy, nó rất là đẹp luôn. Đấy, thì à, bây giờ mình sẽ đi à, từ hộp trước bản này của mình thì là bản nội địa Trung Quốc anh em nhé thị trường nội địa Trung và cam kết với anh em là hàng diên chuẩn 100% thì cái chiếc này của mình thì mình cứ quay qua ngoài hộp này hộp thì à, nó đã có qua thời gian này nó có hơi có dấu vết thời gian nhưng mà nếu mà để mà sưu tầm thì cái hộp như này thì mình đánh giá là ngoại hình như này là rất là đẹp rồi bản màu black steel này Đấy, nó là màu black này email này ba ba 9604 này, made by Nokia và ngày sản xuất là ngày 25 tháng 1 năm 2011 Rồi, mở hộp ra thì ở bên trong Chỗ này là túi đựng máy anh em nhé Máy nó sẽ nằm ở vị trí... nằm ở trong túi và nó sẽ nằm ở vị trí này Đấy, thì uh, máy thì mình sẽ nói về máy sau Thì uh, đây, mở hộp ra thì ở bên trong Một viên pin ZIN 4U thì mình đã lắp vào trong máy rồi Và như rất là quen thuộc một củ cáp sạc zin thị trường nội địa chung thì là củ rời cáp rời anh, anh em nào chơi điện thoại cổ thì cũng biết rồi củ sạc rời cáp rời bên dưới thì gồm những cái gì thứ nhất là một sợi cáp truyền dữ liệu kết nối máy tính truyền dữ liệu chạy phần mềm một sợi cáp rất là dày chặn và chắc chắn tiếp nữa là một chiếc bao da zin Nokia E series một chiếc bao da zin từ ngày xưa máy màu đen thì bao da màu đen và tiếp nữa là một chiếc tai nghe zin. Tai nghe con này thì là tai nghe chân 2.5 anh em nhé 2.5 chứ không phải là 3.5 đâu. Jack 2.5 mm. Rồi và bên dưới là sổ sách. Sổ sách thì nó có rất nhiều món rất là nhiều quyển. Ngoài ra thì nó có một cái đĩa driver đây. Những anh em nào mà chơi Nokia cổ ngày xưa đã từng mua dòng đập hộp thì cũng biết là có khá là nhiều dòng Nokia nó trang bị cái đĩa này để lưu trữ đám mây cũng như là phần mềm để chạy lại đấy. sổ sách thì ba bốn năm quyển thì đấy thì thôi mình không cầm mình không mở ra này nhá thì bây giờ đến luôn với nhân vật chính đó là chiếc Nokia E66 thì ngoài những cái món phụ kiện mà mình vừa mới kể ở trên như là củ cáp sạc bao da đĩa các thứ thì à, trong máy thì nó còn một cái món phụ kiện nữa đó là một chiếc thẻ nhớ 2 g thì cái chiếc thẻ nhớ 2 g thì nó nằm ở trong máy luôn anh em nhé rồi và cái chiếc máy của chúng ta thì nhân vật chính đây Chiếc Nokia E66 với thiết kế rất là mỏng, đẹp Cũng như là ngày xưa ấy thì chỉ những cái con nào mà cao cấp ấy Thì Nokia nó mới trang bị cái gia tốc xoay này anh em này Anh em để ý không? Để dọc thì cái màn hình nó sẽ xoay dọc Để ngang thì cái màn hình nó tự xoay ngang Và cái chiếc này thì nó không có cảm ứng đâu anh em nhé Mà nó chỉ là uh, máy bàn phím đơn thuần thôi Chiếc này thì uh, ở đây thì là nó được trang bị cái camera 3.2 nhưng theo mình đánh giá thì cái chiếc camera này cái 5208 209 ấy thì cái cam này thì nó cực nét. Đấy mình có thể chụp một kiểu ảnh cho anh em xem. Cực kỳ nét luôn anh em nhé Anh em có thể zoom lên thì thấy được cái độ nét của nó. Đấy. Tất nhiên là bây giờ thì nó không thể so sánh được với những cái chiếc smartphone. Nhưng mà ở đây là gì? Ngày xưa là chiếc này nó thuộc cái phân khúc là cận cao cấp rồi giá cái thời điểm ra mắt nó cũng phải rơi vào tầm 7, 8, 9 triệu gì đấy. đấy con này thì rất là đẹp anh em ạ và chiếc này thì màu đen bây giờ để kiếm được hàng nguyên hộp cũng khá là khó kiếm nên là anh nào mà cần sưu tầm với chiếc này thì liên hệ mình sớm ok, cảm ơn anh em đã xem video